Thanh Vân khoe chung cư siêu sang gần chục tỷ sau khi ly hôn Bảo Duy. Nhiều người choáng trước căn chung cư sang chảnh như khách sạn 5 sao của diễn viên Phi Thanh Vân. Mới đây trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân viết: "Hai căn chung cư của người phụ nữ độc thân vui tính và luôn bình tĩnh trong mọi vấn nạn xảy ra trong cuộc đời mình. Cơ ngơi hoành tráng được đầu tư gần chục tỷ là quà sinh nhật cho chính nàng khi bước vào tuổi 36 và con trai vừa tròn 1 tuổi. Thế mới hiểu nàng yêu con biết nhường nào, hy sinh tất cả cho con và vì con. Nàng cũng đã mời ông bà ngoại về ở cùng, nhưng ông bà chê nhà họp mà thích ở nhà phố gần xóm cũ người quen, gần chợ, gần phường. Kèm theo đó là loạt ảnh về không gian căn hộ chung cư cao cấp. Nhiều người đoán đây chính là một phần cơ ngơi hoành tráng của Phi Thanh Vân. Theo nữ hoàng giao kéo tiết lộ, thì đây chính là món quà tự thưởng cho bản thân khi bước vào tuổi 36 và con trai Tấn Đức vừa tròn 1 tuổi. Không gian trong căn chung cư của Phi Thanh Vân rất sang trọng và hiện đại, không hề thua kém khách sạn 5 sao. Trong nhà Phi Thanh Vân, gam màu trắng vàng là chủ đạo." Phi Thanh Vân khoe chung cư sang chảnh. Có thể thấy căn nhà được thiết kế theo tông màu vàng trắng, mang lại cảm giác ấm cúng cũng như không kém phần sang trọng. Phòng khách và phòng ăn được thiết kế liền nhau. Nhà mới của người đẹp giao kéo đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì. Một góc phòng bếp hiện đại của Phi Thanh Vân. Hành lang cũng được thiết kế và bày biện đẹp mắt. Phòng ngủ rộng rãi của Phi Thanh Vân. Ly hôn chồng đã mua ngay nhà mới gần chục tỷ, Phi Thanh Vân ngay lập tức đã nhận được sự chú ý từ công chúng. Tuy nhiên, đa số khán giả đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục với nữ diễn viên này. Phi Thanh Vân, tôi làm ra nhiều tiền, ai nói tôi mua chồng cũng được. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ bị đàn ông bạo hành. Cái đứa dữ dằn bực nhất showbiz như tôi lại bị như thế thì đúng là quá mắc cười, Phi Thanh Vân cho biết. Trở lại với công việc sau ồn ào rạn nứt với chồng trẻ, Phi Thanh Vân vẫn giữ được nét tươi tắn và vui vẻ. Bà mẹ một con cho biết, cô đã tạm dẹp chuyện cũ qua một bên để yên tâm chăm sóc con nhỏ. Những vấn đề liên quan đến chuyện tình trẻ Bảo Duy dùng kiếm chém tan nát mọi đồ đạc trong nhà và ép cô phải mang con đến cho anh khi hai người xảy ra mâu thuẫn cũng đang được xử lý bằng pháp luật. Không nghĩ đến chuyện hàn gắn tình cảm cũng chẳng cho Bảo Duy thêm một cơ hội sửa sai nào. Phi Thanh Vân lạnh lùng giải đáp mọi câu hỏi xung quanh cuộc hôn nhân ồn ào, tốn hao giấy mật này. Tâm trạng của chị hiện tại như thế nào? Bảo Duy có còn dọa dẫm ép chị mang con đến cho anh ta nữa không? Một người đã trải qua hàng tá rắc rối như tôi thì còn có chuyện gì làm tôi khiếp sợ nữa? Hiện tại tôi ổn 90%, chỉ còn 10% là vẫn còn ấm ức vì không hiểu tại sao mình lại bị Duy đối xử như thế. Trong đêm 30 đó, khi mà ai cũng lo ăn Tết vui vẻ thì gia đình tôi xảy ra chuyện. Duy phá hết mọi đồ đạc trong nhà rồi bắt ép tôi phải mang con từ nhà mẹ về cho anh ta. Tôi cho rằng vì bản thân Duy không tỉnh táo nên cách hành xử trở nên cuồng loạn và thô bạo. Tôi cũng nói hết những lần viết trên Facebook trước đây rồi, tôi mất hết mọi cảm tình về anh ta. Người từng là chồng, là cha của con tôi, mà lại gọi mình là con này con nọ, anh ta thậm chí còn đổ oan cho tôi ngoại tình. Trong khi tôi biết bản thân anh ta cũng chẳng trong sạch gì, có chuyện mà tôi chỉ biết kêu trời là không ngờ rằng cái vân dẹo lắm chiêu trò như tôi lại bị bạo hành gia đình. Từ đó đến giờ, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ bị đàn ông bạo hành. Cái đứa dữ dằn bực nhất trong showbiz như tôi lại bị như thế thì đúng là quá mắc cười. Khi xảy ra mâu thuẫn gia đình, nhiều nghệ sĩ chọn cách giải quyết trong im lặng. Riêng chị và Bảo Duy lại tung lên Facebook cho tất cả mọi người cùng biết. Có ý kiến cho rằng đây là một cách gây chú ý. Chị nghĩ sao? Có lấy chuyện sống chết của bản thân và cha mẹ mình ra làm trò câu khách không? Tôi đúng là trải qua nhiều sóng gió thật, nhưng tôi cũng biết mình còn lắm thứ để gây chú ý, chứ không phải cách nguy hiểm này. Trong đêm xảy ra chuyện khủng khiếp đó, tôi chỉ có 3 phút để suy nghĩ xem mình làm gì tiếp theo. Rồi tôi gọi ban an ninh và công an tới xử lý. Duy nói rằng tôi là vợ anh ta, nhà đó là của anh ta nên có quyền làm gì thì làm. Không phải sao lại có chuyện bạo hành, đánh đập phụ nữ như vậy. Đúng là những vết cào trên người Duy từ tôi mà ra. Lúc anh ta nổi cơn, anh ta gây khó dễ cho tôi, thì tôi tức quá, tôi lao vào cào. Nhưng nghĩ thử xem, người bánh bèo điệu đà như tôi thì đánh đấm gì được, anh ta chỉ cần búng một tay vào mặt là đủ đủ chết rồi. Tiền là của tôi làm ra, đồ đạc là tôi sắm cả, anh đập phá như thế anh có nghĩ tới tôi không? Tôi từng yêu thương hết mực lo lắng cho Duy từ trong ra ngoài, nhưng bị đối xử như thế tôi không cam tâm. Chúng tôi đang tiến hành thủ tục ly dị, sẽ chẳng có chuyện nói lại tình xưa hay tha thứ gì hết.
không còn yêu nữa quá thất vọng và mất hình ảnh rồi. Mâu thuẫn của hai người đã có từ khi nào? Vì sao chị im lặng cho đến khi Bảo Duy đập phá toàn bộ đồ đạc mới chịu lên tiếng? Chúng tôi từng rất yêu nhau, tôi yêu mù quáng lắm. Chị không thể tưởng tượng là tôi lo cho Duy đến thế nào đâu. Từ vòng vàng anh ta đeo, cho đến từ cái vớ trên người cũng là tôi sắm hết. Tôi quan niệm làm ra được tiền thì phải hưởng thụ. Vậy nên ai nói tôi mua chồng cũng được. Ai nói tôi dùng tiền để cưới Bảo Duy cũng chấp nhận luôn. Khi yêu rồi thì tôi cũng chỉ là người đàn bà bình thường, chấp nhận hết mọi thứ. Nhưng mà tôi chắc là nhìn nhầm người. Đến khi có bầu được hơn 5 tháng thì Duy thay đổi. Duy tiệc tùng bay nhảy vũ trường nhiều hơn. Có ai dám nghĩ tới chuyện bản thân đang bụng mang dạ chữa mà chồng còn mắng là đồ chữa hoang. Đó không phải con tao. Mày chữa của thằng nào rồi đổ cho tao, như Duy từng nói với tôi chưa? Thực tế cay đắng vậy đó. Nhưng vì thương con tôi nghĩ phải bảo vệ mái ấm gia đình. Tôi không muốn con lớn lên mà thiếu vắng tình cha nên nhắm mắt cho qua. Với lại Duy chỉ mắng chửi đánh tôi khi không tỉnh táo, lúc xong chuyện anh ta lại nhào nói lời yêu thương ngọt ngào. Thà đánh mình chửi mình một lần, cứ dâng trào cuồn cuộn đi rồi bỏ luôn. Đằng này đánh xong chửi xong lại xà vào, mình cũng nghĩ thôi thì tha thứ cũng vì con mà. Tôi đã sảy thai đến tận 4 lần, với tôi hay bất cứ người phụ nữ nào, việc sinh con là hạnh phúc thiêng liêng lắm. Vậy nên tôi làm lơ luôn, cứ chu cấp cho Duy chơi bời bay nhảy, rồi hễ có mâu thuẫn thì lại nghe mắng nghe chửi. Nói ra hết những điều này, chị không sợ Bảo Duy sẽ lại gây rắc rối cho mình sao? Nhất là trong thời điểm hai người chưa hoàn thành thủ tục ly hôn. Không có chuyện quay lại đâu, tôi hứa. Lúc mang bầu 5 tháng và Duy mắng tôi chữa hoang, tôi có từng gửi đơn ly dị đến tòa án quận rồi. Nhưng ngặt nổi bên tòa trả đơn lại rồi nói rằng bây giờ chỉ có một cách duy nhất là Bảo Duy phải tự nộp đơn. Nếu tôi muốn đâm đơn ly dị thì phải mang về Phan Thiết, nơi Duy có hộ khẩu thường trú nộp. Vì không có thời gian đi lại nên tôi đã không ly dị ngay được. Lần này tôi bắt Duy phải tự nộp đơn. Tối 21 tháng 2, tôi cho người nhà mang tiền đóng phí qua cho Duy. Đến mức mà muốn ly dị, tôi cũng phải đưa tiền đóng lệ phí thì Duy mới làm. Có người đàn bà nào như tôi không? Duy bây giờ cũng xác định là chẳng còn đường lui nữa rồi. Chỉ có cách ly dị rời xa nhau thì hai đứa tôi mới được giải thoát. Thực sự, nói đến điều này là chuyện chẳng dễ dàng gì. Trước khi chuyện đổ vỡ xảy ra, tôi từng trả lời phỏng vấn rằng năm 2017 này dự kiến làm đám cưới. Cưới xong đợi chừng 2-3 năm nữa sẽ lại sinh con. Nào ngờ mọi thứ không được như mong đợi. Đúng là nói trước bước không qua. Tôi đã khóc 4 lần vì chuyện lùm xùm này, mỗi lần nhỏ được vài giọt nước mắt. Vì khoảng thời gian trước đó đã chịu đựng và khóc hết nước mắt rồi. Đến giờ tôi vẫn không thể tin được là cái vân dẻo đanh đá như tôi lại bị chồng bạo hành. Chị có bao giờ nghĩ đến chuyện vì bản thân lo lắng chu toàn tiền bạc cho Bảo Duy nhiều quá nên mới dẫn đến cớ sự này không? Ôi, nghĩ thì cũng được gì đâu, tôi quá mạnh mẽ quyết đoán trong công việc rồi. Về đến nhà chỉ muốn làm một con bánh bèo, dựa dẫm vào chồng và người thân thôi. Mọi chi tiêu trong nhà đều do tôi lo hết. Có tháng xài ít thì cũng là 95 triệu, tháng xài nhiều thì tổng chi phí cỡ 165 triệu. Ai cũng nói tôi là có phải đang giác dàn lên người chồng hay không. Sau cái đêm Duy đập phá đồ đạc, tôi chẳng một phút nghỉ suy, tôi sắm lại tất cả mọi thứ, giải quyết chỉ trong vòng một ngày. Tiền làm ra được thì mình xài, miễn là nó mang đến niềm vui. Tôi không dựa dẫm vào ai hết, vậy thì cớ gì tôi phải sợ. Giờ tính cách con người như thế, Duy có xin tật dùng tiền của tôi đi ăn chơi, tụ tập với bạn bè thì cũng đành thôi. Mình yêu chồng quá mà, đến lúc nhận ra mọi thứ không như mơ, không xứng đáng thì mình dừng lại. Tôi bỏ qua Bảo Duy, làm lại cuộc đời, sống phần vui vẻ cho những ngày sắp tới. Mâu thuẫn thì đã có từ lâu, nhưng trước truyền thông Phi Thanh Vân, Bảo Duy vẫn tay trong tay hạnh phúc. Vì sao lại có chuyện này? Có ai muốn thừa nhận mình thất bại trong tình yêu và hôn nhân chứ? Như gần đây, tôi có tổ chức tiệc thôi nôi cho con. Thực sự đêm đó mọi thứ cuồng loạn lắm, tôi muốn mắng chửi Duy cho hả giận. Mà nghĩ tới chuyện sinh con, chẳng lẽ lại rầm beng thì nó quá kỳ. Tôi với mẹ lo chu toàn tất cả mọi thứ. Duy đi cả ngày không thấy mặt, đến lúc sắp bắt đầu tiệc tôi mới gọi điện cho Duy về. Vậy mà Duy chụp ảnh đăng Facebook với Captain là Duy đã lo hết mọi thứ cho con. Ăn tiệc xong, Duy lái xe đưa tôi, mẹ ruột và mẹ chồng về nhà. Chạy tới nửa đường thì bạn Duy gọi điện rủ đi vũ trường. Vậy là Duy đòi bỏ chúng tôi để lấy xe đi chơi. Tôi hét ầm lên rằng anh không được mang xe của tôi, tiền của tôi đi bay nhảy như thế. Vậy mà Duy chẳng thèm nghe, anh ta dừng xe giữa đường để mẹ con chúng tôi bơ vơ, còn mình thì leo lên taxi đi mất, phủ phàng vậy đó. Là người nắm giữ kinh tế trong gia đình, nếu chuyện ly dị sớm được giải quyết, Phi Thanh Vân sẽ mất đi bao nhiêu tài sản? Không mất gì hết. Trước khi lấy Duy, tôi đã rạch ròi mọi thứ. Tiền anh là của anh,
tiền em là của em. Cái nào em mua, em sắm, em đứng tên thì nó là của em. Chúng tôi rõ ràng lắm. Tôi có cái lo xa, tôi từng nói với Duy rằng nếu lỡ như một trong hai đứa chết, hoặc là cả hai đứa tôi cũng không may qua đời, thì tài sản biết tính làm sao? Do Duy còn hai đứa con riêng, nên trước khi lấy nhau chúng tôi lo chu toàn chuyện tài sản hết rồi. Bước qua những sóng gió, Phi Thanh Vân có còn tin tưởng vào tình yêu không? Chị sẽ tìm cho mình một người đàn ông nào đó trong tương lai chứ? Tôi luôn tin vào tình yêu, chưa bao giờ tôi mất niềm tin với tình yêu cả. Dù cho cuộc sống hôn nhân có tệ bạc cỡ nào, thì tôi vẫn muốn lấy chồng và sinh thêm con nữa. Hôn nhân làm cho người ta được hạnh phúc, nhưng hôn nhân cũng giết chết tình yêu từ từ. Vấn đề là mình sẽ làm cách nào để giữ lửa hôn nhân và khiến nó không bi thảm thôi. Tôi chẳng may mắn với tình yêu, lại thường xuyên gặp rắc rối vì đàn ông. Nhưng tôi biết bản thân mình không thể sống mà chẳng có tình yêu, rồi tôi sẽ lại vui vẻ hạnh phúc và tìm cho mình một bến đỗ an toàn, tôi tin là thế. Có một điều buồn cười là sau khi vụ ầm ĩ với Bảo Duy xảy ra, lượng người theo dõi trên Facebook tăng chóng mặt. Bao nhiêu là anh trai nhảy vào tán tỉnh, phụ nữ có tiền, có địa vị xã hội thì tự động sẽ có đàn ông theo, tôi tin là vậy.